Nhắc em đi lấy nước đi. Hai khuya rồi mà Út ơi. Đây mà hai, em nhịn khát từ lúc mà hai ngủ tới giờ luôn á. Năn nỉ nha. Rồi đây đây. Đây. Đứng đợi em nha. Không có đi đâu á. Hai. Sáng nay hai đi chợ ở đâu vậy? Khi nào á? Anh rể mới về vậy hai? Hai. Hai. Trời, cái gì vậy Thắng? Nó làm con hết hồn mà. Hết hồn cái gì mà hết hồn? Con nhỏ con đâu có vậy đâu. Sao mà giờ đụng cái gì là sợ vậy? Tại ba làm con bất ngờ quá, sao mà không sợ được. Tự nhiên theo chi cái nghề mà biên biên kịch kịch, tối ngày cứ tưởng tượng linh tinh miết, thành ra giờ mới ra nông nổi này nè. Liên quan gì tới nghề biên kịch của ba? Thôi ba không nói nhiều. Bắt đầu kể từ ngày mai con phải theo ba lên công ty, vô trong phòng kế toán làm việc chung với ba đó. Ba. Hả? Con nói ba nghe nè, ba cứ ở đây la con nha. La gì? Nha. Ba cứ la, la. Cái gì? La, la đi. Mà la cái gì? La con nữa đi ba. Tự nhiên la. La lớn lớn. Cái gì vậy? Lớn 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 lên ba. La cái gì? Trời đất ơi, con nhỏ này nó nhát gì mà nhát dữ không biết nữa. Điện thoại nè em. Alo. Lại lỗi đó em. Để chị sửa nha. Anh nói em không yêu anh, hóa ra là muốn biết nó có yêu mình hay không thì lấy điện thoại ra nhắn cho nó. Mắc chi gõ bằng bản ghê vậy? Cái này là kịch bản. Biên kịch. Trời ơi, cái nghề đặc biệt quá ha. Cái nghề của em á, nghe có vẻ cao sang, nổi tiếng lắm, nhưng mà đâu có sống được đâu, phải không? Đúng không? Đó, bây giờ em vô đây làm em thấy không? Ổn định, ngon luôn ha. Thôi thôi thôi, đừng có viết kịch bản gì hết á. Lo nhập dữ liệu chính xác dùng chị cái đi. Cái nghề đâu mà mơ mộng bay bổng mệt quá. Anh ơi, anh có nhầm lẫn gì không? Em... Người mua lầm, chứ người bán không bao giờ lầm. Đúng. Anh muốn đặt em viết kịch bản cho công ty của anh. Nhưng mà... Ai yêu cô ấy? Kịch bản đó rất là hay. Nhưng mà sao anh biết được là em viết kịch bản đó? Anh biết. Ai yêu cô ấy là em viết 100%. Dù em bị gạt tên ra khỏi credit phim, em là một biên kịch trẻ có tài năng, nhưng mà chưa được ai khai thác. Anh để làm điều đó cho em. Vậy em muốn em viết thể loại gì ạ? Kinh dị. Kinh dị? Ừ. Từ trước giờ em chưa bao giờ viết phim kinh dị. Em sợ em không có kinh nghiệm về cái thể loại đó. Em chưa thử, làm sao biết là mình viết không được. Em rất cảm ơn anh đã quan tâm và đã tạo điều kiện cho em có cơ hội. Nhưng mà thật sự là chắc em không nhận được đâu anh ơi. Em sợ là nếu mà nhận bừa sẽ ảnh hưởng tới mọi người về sau á. Ok, em cứ suy nghĩ kỹ đi. Đây không phải là một lời đề nghị làm ăn, mà đây là một cơ hội để cho mọi người thừa nhận em là một biên kịch trẻ tài năng.
Chứ không lẽ em để cho kịch bản Ai Yêu Cô Ấy mất một cách lãng xẹt như vậy à? Alo, Thắng hả? Gọi báo cho anh tin mừng đúng không? Dạ, hôm bữa cũng lâu rồi, anh còn... Anh vẫn chờ em. Đồng ý viết kịch bản cho anh được phải không? Dạ. Giỏi. Giỏi lắm, em quyết định như vậy là đúng đắn đó. Đâu hết hồn. Hai cứ vậy hoài. Hai nghiêm túc nè nha. Út á là mắc cái chứng mà sợ ma quá đáng luôn á, chứ không phải là sợ ma bình thường như người ta nữa. Mà hai không hiểu làm sao á, Út sợ ma như vậy mà Út chọn đi viết kịch bản phim kinh dị. Nhưng mà lần này em phải viết cho bằng được. Thì có ai nói Út viết không được đâu. Bây giờ Út ở nhà Út viết cũng được. Đâu có cần mình phải đi tới cái nơi nào mà xa xôi hẻo lánh để mình viết kịch bản đâu Út. Nói như hai thì đơn giản quá, nhưng mà mình phải đi trải nghiệm, mình đi thực tế thì mình mới cảm nhận, xong rồi đem cái bầu không khí đó vô câu chuyện mình được chứ. Phải... Stop. Làm ơn đi Út. Hai nghe quen rồi, hai thuộc như là cháu lòng luôn rồi đó. Em có được lựa chọn đâu, nhưng mà đây là cơ hội tốt. Bây giờ em nói thiệt là em sợ ma lắm luôn á, nhưng mà em vẫn phải viết thôi. Thì xe tới rồi kìa, Út đi đi. Đi cẩn thận nha Út. Ba, làm ba giật mình nha con. Ba làm con hết hồn à. Ba ra làm chi nữa, Út nó đi rồi. Không biết có ổn không đây. Ba làm sao? Ba phải có niềm tin vô cái đứa con trai hụt của ba. Nó đã vượt qua 60 triệu người khác để trở thành con gái của ba. Cái chuyện đó khác, còn cái chuyện sợ ma của nó làm sao ba không lo được. Ba ơi, ba đặt tên em là cái gì? Như Thắng đúng không? Nó sẽ vượt qua, nó sẽ chiến thắng tất cả mọi sự. Chị gì ơi, có ai đây không? Lại đi. Ma ở đâu? Chỗ nào có ma? Chụp lên, chụp lên.
Rồi, đi theo tôi. Đi đâu? Đi theo tôi chỉ cho cô con ma. Trời ơi, làm gì đâu mà. Con ma của cô đây này, nhìn đi. Này. Đăng ơi, sao cơ? Đăng ơi, quan đi ăn thương. Đó. Là mày hả? Em. Dạ. Con két này nè, nó nói Đăng ơi là ai vậy? Là ảnh đó chị. Ảnh là chủ homestay này nè. Còn cái con két đó đó là ảnh nuôi, xong rồi ảnh dạy nó nói. Ừ. Em. Dạ. Nghe nói ở đây á có chuyện tình rất là nổi tiếng giữa người và ma. Em có biết đâu không? Chị ơi. À, dạ, chuyện đó thì Ngọc. Dạ. Em đăng ký lưu trú cho khách rồi mới được nhận phòng nha. Dạ. Tôi không biết câu chuyện vừa rồi cô nghe từ ai, nhưng tôi dám khẳng định với cô ấy, ở đây không có bất cứ một con ma nào hết. Những chuyện cô vừa nghe chỉ là những lời đồn thổi, truyền miệng cho vui thôi. Cô gõ lên như vậy để làm ồn à? Để đỡ phải sợ ma đúng không? Và cô tin là làm như vậy ma nó sẽ sợ âm thanh này à? Anh không biết gì đừng có nói. Anh có biết đây là phương pháp có ông bà mình truyền lại cho mình không? Xem ra với những người sợ ma như cô, phương pháp nào cũng tốt cả ha. Bây giờ tôi tới gò oan hồn nè. Tôi nghe nói á là ở chỗ đó có cái chuyện tình con ma đó đó. Anh đi săn ma với tôi không? À. Chính vì những người muốn săn ma cho cô ấy, làm ảnh hưởng đến homestay của nhà tôi ấy. Đang yên đang lành vướng vào ba cái chuyện ma cỏ tràn lan khắp cái vùng này. Anh làm như là tôi thích đi săn ma lắm vậy. Anh có biết là tôi sợ ma muốn chết không? Nhưng mà tôi phải đi lấy tư liệu để làm kịch bản phim. Anh biết không vậy? Đây là bộ phim quan trọng nhất của cuộc đời của tôi. Bây giờ mà có bao nhiêu con ma hiện ra đi chăng nữa thì tôi cũng phải làm cho xong cái bộ này. Tại sao trên đời này có muôn vàn kiểu tình yêu, không phải là tiếng tầm với người yêu nhau đi, mà nhất định phải là ma ma vậy trời. Cái vấn đề ở đây không phải là chuyện tình giữa người và ma, mà là một khúc mắc không thể nào mà tháo gỡ được trong một cái hoàn cảnh ngang trái. Đúng rồi, mình sẽ tập trung khai thác cái vấn đề này. Quan trọng, ma chỉ là hình thức, là hình ảnh thôi. Chủ đạo của mình là tính cách, là câu chuyện, là nhân vật. Quỳnh Nha và Kim Long là một đôi trai tài gái sắc. Chàng yên tâm, ta sẽ sắp xếp trì hoãn việc cưới hỏi của gia đình ta để đợi chàng. Nàng hãy chờ ta, ta sẽ cố gắng làm việc kiếm đủ tiền thách cưới của gia đình nàng. Gia đình của Quỳnh Nha vô cùng tức giận. Đúng, gia đình của ta đã rất tức giận
họ đã trói ta lại, đánh đập ta, thậm chí là bỏ đói ta nữa. Nhưng chàng yên tâm, những điều đó sẽ không làm cho thiếp lay chuyển tình cảm mà thiếp dành cho chàng. Họ đã dùng tiền mua chuộc, buộc ta phải bỏ xứ mà đi. Nhưng nàng hãy yên tâm, không gì có thể buộc ta chấp nhận rời xa nàng. Sau khi không thể khuyên ngăn được cả hai, gia đình Quỳnh Nha quyết định thủ tiêu. Kim Long. Chàng ơi, Kim Long. Quỳnh Nha. Cái gì vậy hả? Cô cố tình gây náo loạn để đổ tiếng xấu cho homestay của tôi có phải không? Chắc chỉ nhìn lộn thôi à. Trời ơi, chính mắt của tôi nhìn thấy sao mà lộn được. Này, nếu như cô còn nhìn thấy bất cứ một con ma nào ở homestay của tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, bồi thường thiệt hại về tinh thần và miễn phí toàn bộ tiền phòng cho cô, được chưa? Anh bị điên hả? Anh nghĩ tôi cần hả? Thôi được rồi, được rồi. Tôi sẽ chiều theo tất cả những yêu sách khác của cô nữa, ok? Còn kịch bản của cô thì sao? Không phải là nó quan trọng với cô à? Tôi sai rồi, tính mạng quan trọng hơn. Vậy là sắp tới homestay của mình á hả, lại có thêm một clip bị đồn là có ma rồi đó. Anh, từ năm ngoái tới giờ 3 clip rồi. Anh nghĩ là cô ấy không tung tin hay clip gì đâu. Cô ấy không phải là loại người chuyên đi phá hoại công việc của người khác. Cũng phải. Tại vì trước khi chị đến á thì homestay của mình cũng gần sắp đóng cửa rồi. Tại anh cứ khăng khăng thôi. Chứ ông bà hả là đòi đóng cửa từ mấy tháng trước rồi đó. Bây giờ tiền thu vô còn không đủ để chi ra nữa, mà anh cứ cố miết hả? Em nhìn đi, một nơi đẹp đẽ như thế này, ấm áp, đầy sinh khí, tại sao lại phải đóng cửa chỉ vì những tin đồn nhảm? Anh hiểu nơi này hơn ai hết. Anh sẽ ở lại đây, anh sẽ đưa nó về đúng với vị trí và giá trị của nó. Dạ, vậy thôi em đi ngủ trước nha. Bye em. Ai?
Nói tôi nghe, cô quay trở lại đây là vì không còn chỗ nào để đi nữa phải không? Homestay gần đây nhất cũng cách đây 5-6 cây số rồi. Nếu mà anh không cho tôi ở lại đây nữa cũng được, nhưng mà anh có thể cho tôi ngồi đây tới sáng tôi đi được không? Tại vì tôi thân con gái mà bây giờ tối như vậy làm sao mà tôi biết đi đâu. Cô có thể dọn hành lý vào phòng, nhưng mà bé Ngọc chưa dọn dẹp gì đâu nha. Không sao cả. Hoặc là cô có thể lấy phòng gần phòng của tôi, nếu có gì sợ cứ qua phòng tôi gõ cửa là được. Nè. Cảm ơn em. Anh Đăng, anh thích thể loại phim kinh dị nào? Thriller, kinh dị tâm lý, điều tra phá án. Bộ này em cũng viết là kinh dị tâm lý nè. Vậy là có người đóng góp ý kiến cho em rồi. Tôi làm gì có chuyên môn gì mà góp ý cho em. Anh không cần làm gì hết, anh chỉ cần nghe và đưa ra cái suy nghĩ đánh giá của mình cho em là được. Em viết những bộ nào rồi? Em viết về một cô gái hy sinh tất cả cho người mình yêu, nhưng mà cô gái ấy không ngờ là yêu phải một cặp song sinh, sau đó kết cục rất là bi thảm. Bữa nào em có thể cho tôi mượn kịch bản đọc coi thử được không? Em vứt rồi. Em viết cái kịch bản đó cho người yêu của em, người cũ á. Nhưng mà em không ngờ là anh ta giật cái kịch bản đó của em luôn. Còn anh thì sao? Đẹp trai, sáng láng như anh, tại sao lại mở homestay vậy? Đáng lý ra anh phải làm diễn viên điện ảnh nha. Trời, anh không làm diễn viên uổng thiệt luôn á. Để tôi kể cho em nghe một kịch bản phim này, cũng gay cấn lắm. Sao rồi? Cục cưng của em hôm nay á, lại tính toán gì cho homestay nữa hả? Nếu như mà anh thấy bận bịu quá thì bán quách nó cho rồi. Việc gì anh phải mệt đầu với nó vậy? Với anh ấy, chỉ cần có em ở bên cạnh là anh không còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Sao? Hôm nay vợ yêu đảm đang của anh tính cho anh ăn món gì nhỉ? Đây, hôm nay em có nấu món ăn yêu thích nè. Và đây là món em chuẩn bị đặc biệt riêng cho anh. Anh thấy sao? Không tồi chứ. Chắc là anh thích vai diễn này của em lắm. Nhưng đáng tiếc, chúng ta cần phải hạ màn rồi. Trúc Lan, câu chuyện về hai chúng ta cùng nhau xây dựng một tổ ấm gia đình hạnh phúc, đó chỉ là một mình anh mơ tưởng thôi. Anh nghĩ là một đại tiểu thư như em thì phải xuống bếp nấu cơm, rửa chén cho anh hả? Anh đừng có mơ. Thật ra thì tôi chỉ muốn thử cảm giác của một bà nội trợ là như thế nào thôi. Anh tưởng anh là ga cuối cùng của tôi rồi hả? Bây giờ tôi phải đi tìm một chỗ dừng chân mới đây. Tạm biệt nhà ga Thiên Cách. Cảm ơn anh vì thời gian qua đã phối hợp ăn ý với em. Cái gì? Thiệt á hả? Trời, cái này là anh bịa ra đúng không? Hay là anh lấy từ một bộ phim hài viễn tưởng nào? Chứ làm gì trên đời có một người phụ nữ như vậy được.
anh là tâm lý nhân vật Quỳnh Nha phức tạp hơn Kim Long hả? Tâm lý của Quỳnh Nha lúc này sẽ rất phức tạp và chồng chéo. Ban đầu cô ấy sẽ bị chia rẽ về tình yêu, rồi bị ép cưới, sau đó sẽ bị mất luôn người yêu. Cô ấy buộc phải đưa ra lựa chọn sống còn giữa hồn ma của người yêu mình hay dân làng nữa. Nếu tôi mà là Quỳnh Nha thì thực sự lúc đó tôi cũng không biết tâm lý của mình sẽ đi về đâu giữa một đống đau khổ như vậy. Cảm nhận của Kim Long sẽ ra sao khi mà biết người mình yêu kết hợp với pháp sư để hãm hại mình? Không biết là Kim Long phản ứng sao ta? Có tìm ai đó hoặc là điều gì để giúp đỡ không? Đẹp không? À, đẹp. Ê, mà con ma homestay của bà sao rồi? Bà mà nói từ đó nữa là tôi đá bây giờ thành phố liền á. Ê, bà lên đây có mấy ngày mà bà dữ ghê luôn á. Đổi tính đổi nết rồi. À, là cái anh chủ homestay làm bà thay đổi đúng không? Tôi nhắc cho bà nhớ nha, là cái con người đó đó với cái kịch bản của bà không có liên quan gì tới đâu nha. Tôi nghĩ là bà phải biết được ai mới là chân ái của cuộc đời bà chứ đúng không? Tôi e lần này bà đã gặp kỳ phùng địch thủ rồi. Tới cái mức độ đó luôn rồi đó hả? Huế! Cái gì vậy? Hả? Hả? Con nhỏ đang sợ ma kìa. Đi ra chỗ khác liền. Đi về thành phố đi. Các điều khoản mà chủ homestay Dreamcaster đã làm cho Như Thắng khi mà Như Thắng lưu trú ở đây phải bảo vệ an toàn Như Thắng, đó là điều khoản đầu tiên: phải ở bên cạnh Như Thắng từ lúc 18 giờ cho đến khi Như Thắng đi ngủ. Điều khoản thứ hai: phải dắt Như Thắng theo nếu mà buổi tối ông chủ muốn đi ra ngoài. Điều khoản thứ ba là phải luôn đứng về phía Như Thắng, bảo vệ Như Thắng và chống lại những cái con ma kia. Điều khoản thứ tư là khi mà Như Thắng gọi á thì phải có mặt ngay lập tức, cho nên là ông chủ hay đưa số điện thoại riêng của ông chủ cho Như Thắng. Điều khoản thứ năm: không được cấm Như Thắng sử dụng những cái biện pháp phòng chống ma mà phải sử dụng cùng Như Thắng, ok? Và điều khoản thứ sáu cũng là điều khoản cuối cùng là không được hù ma và nhắc ma Như Thắng, biết chưa. Quỳnh Nha, gia nhân đâu? Tại sao họ không chăm sóc cho nàng? Ta hiểu rồi, có lẽ họ muốn trừng phạt nàng, bởi vì cho đến bây giờ nàng vẫn từ chối mối hôn sự. Tất cả là vì ta. Không, thiếp không sao đâu. Bao nhiêu mệt mỏi vậy có đáng là bao, khi mà bên cạnh thiếp lúc nào cũng có chàng hết. Sao giống cải lương quá vậy trời? Điên mất thôi. Kim Long, làm sao mà ông thể hiện được tình yêu sâu đậm với bà Quỳnh Nha đây? Ông không thể nào mà đứng la làng la lối như vậy được.
Ông phải làm gì đây? Hả? Quỳnh nha. Bà là người sống thì bà kỳ vọng là ông sẽ làm gì để thể hiện tình yêu của ông dành cho bà? Tôi đâu có biết. À, hay là cho ông đi tìm thuốc cải tử hoàn sinh đi. Trở về từ cõi chết á là cách thể hiện tình yêu sâu đậm nhất á. Không được. Mê rồi, trời ơi, ổng là ma thì làm sao mà sống vậy được. Như thắm ơi, cái đầu mà chỉ nghĩ được vậy thôi hả trời. Đi mất tôi. Kiếp này dù có là ma, ta cũng không muốn lỡ mất mối nhân duyên với nàng. Cho dù chàng có là ma đi chăng nữa thì ta nguyện đời này kiếp này ở bên chàng. Trời ơi là trời, Tăng ơi là Tăng, chuyện tình cảm sâu sắc giữa người và ma mà cái đầu mà chỉ nghĩ được vậy thôi hả? Hồi đó Thế Chung làm gì mà mình tin là anh ta yêu mình rất nhiều ta? Tôi đã hiểu. Đôi bàn tay này gõ kịch bản cho anh ta đến tê liệt, cho nên là anh ta mới hôn nó. Có phải trong tình yêu người ta hy sinh rất nhiều để cuối cùng đạt được mục đích quan trọng nhất không? Kiểu người phụ nữ làm tất cả cho người mình yêu, chỉ mong là anh ta có thể cưới mình. Cũng giống như tôi vậy đó. Tôi viết kịch bản điên cuồng cho anh ta, chỉ mong là anh ta có thể hiểu được anh ta quan trọng như thế nào đối với tôi. Tình yêu mà tôi trải qua chỉ là những chiêu trò vụ lợi, không hơn không kém. Hỏi sao mà tôi không còn cảm hứng gì khi viết tình yêu cho hai người. Dạ, em nghe nè anh Nhật. Em ra bản phát rap luôn hả anh? Sao mà kịp? Anh biết là rất là cực cho em, nhưng mà bây giờ bên nhà đầu tư họ yêu cầu như vậy nên anh mới nhờ em đó. Gấp như vậy làm sao mà em viết nổi anh? Em nói nè, hay là anh kêu nhà đầu tư á cho em thêm vài ngày được không anh? Đi cho em thì được rồi đó.
Nhưng mà bây giờ mình làm ăn mà, phải có uy tín. Bây giờ mình cứ đi tới đi lui hoài á, người ta sẽ nói mình mất uy tín. Lúc đó người ta loại dự án mình ra luôn á, thì lúc đó lại chết nữa à. Dạ, vậy thôi, để em ráng. Đây. Wow. Mì gói thịt bò không ớt ít tiêu của em. Còn mì trứng là của Nga. Em ăn đi cho nóng. Dạ, cảm ơn anh. Nhưng mà sao anh biết em thích ăn mì thịt bò không ớt ít tiêu vậy? Hoạt động kinh doanh lưu trú dài hạn như anh phải nắm được đặc tính ăn uống của khách hàng chứ. Nhưng mà anh ăn đi, tại vì Nga ngủ dậy trễ lắm. Đêm qua em có ngủ được không? Tối qua em ngủ hơi trễ, cho nên là đánh một giấc tới giờ này luôn. Rồi có bị mộng mị về vụ kịch bản không? Em đang phân vân á, là không biết là nên sử dụng cấu trúc nào để viết phim kinh dị nữa. Tại xưa giờ em đâu có viết phim kinh dị đâu. Em dùng anatomy đi. Anh cũng biết anatomy nữa hả? Tại vì là anh muốn giúp đỡ em, cho nên là anh lên mạng nghiên cứu về nghề biên kịch để coi là nếu giúp được anh sẽ giúp em một tay. Chứ làm sao mà anh dám mỗi gì có mắt thợ được. Trùng hợp ghê á. Cả đêm qua em cứ suy nghĩ hoài anatomy luôn á. Quỳnh nha. Ê, diễn mình không nhập tâm được á, chán quá à. Đừng kêu tao nha, tao chỉ biết viết thôi chứ tao không biết diễn đâu. Mày cho tao mượn anh quan đăng của mày xíu nha. Vô. Ủa gì vậy em? Thắng. Thắng sốt rồi nè em. Bây giờ em đi lấy khăn nước để hạ sốt đi. Lại lên. Dạ. Thắng. Thắng ơi. Dạ, em nghe nè anh Nhật. Anh thông báo cho em một tin này. Bên anh sẽ thuê thêm một biên kịch để viết song song cùng dự án với em. Tùy vào chất lượng kịch bản của ai tốt hơn thì bên anh sẽ chọn người đó. Nên em phải cố gắng tập trung nha. Sao kỳ vậy anh? Từ nào anh nói với em á là chỉ có một mình em viết à. Sao bây giờ lại có người khác nữa? Em phải hiểu đây là yêu cầu của nhà đầu tư. Họ cần có nhiều option hơn em ơi. Hôm bữa ký hợp đồng, anh nói là anh tin em mà. Sao giờ anh lại bắt em cạnh tranh với người khác? Trong hợp đồng đâu có nói vậy đâu anh. Em đọc kỹ lại cái hợp đồng giùm anh đi. Nếu biên kịch không đáp ứng được chất lượng và timeline kịch bản thì còn phải bồi thường hợp đồng nữa đó. Cái gì? Phải bồi thường hợp đồng nữa hả? Anh có nghĩ là anh đang ép người quá đáng không? À đâu có. Dạ cái này em chỉ hối thúc cho cô ấy viết để cho nó tốt hơn, để cho kịp tiến độ đó mà. Chứ em đâu có làm gì đâu. Dạ nếu anh đã nói vậy rồi thì thôi, em không gây áp lực cho cô ấy nữa. Dạ. Alo. Anh có hối thúc em. Anh biết cái chuyện đó anh cũng hơi làm quá. Thì có gì em bỏ qua cho anh nha. Tại vì đây là dự án quan trọng của bên anh. Cho nên anh... Alo.
Cuối cùng thì em cũng lựa chọn cấu trúc Save the Cat, chứ không phải là cấu trúc Anatomy. Nếu như câu chuyện hướng theo nhân vật Quỳnh Nha thì đây là một cấu trúc rất thông minh. Tuy nhiên, theo cảm nhận của anh, bản first draft này của em thực sự chưa ổn. Chỉ một chút thôi. Thật sự anh là ai vậy? Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Em sẽ tận dụng anh để hoàn thành cái bản first draft đầu tiên của em. Mong cao nhân chỉ giáo. Thắng. Ủa, em làm gì ở đây vậy? Viết kịch bản. Viết kịch bản hả? Em viết cho em, viết cho ai? Công ty Thiên Mã. Công ty Thiên Mã? Công ty Thiên Mã thì trả hơi rẻ. Mở em tình vui, anh vừa thành lập công ty riêng rồi. Công ty của anh cũng đang tìm kiếm kịch bản á. Nè, bữa nay xuống đây anh scout bối cảnh để cuối năm nay công ty anh bấm máy phim mới. Chúc mừng anh nha. Cảm ơn em. Ê. Hả? Thằng Nam Minh, mày dám mày để mình nha. Cô làm gì vậy? Mày bỏ ra đây. Cô được đi nghe chưa? Ha, hồi đó tao không đánh được mày, hôm nay gặp mày tao không đánh mày nữa, tao không phải tên nha. Mày mày sao hả? Cái thằng Nam Minh ơi, chị tỉnh lại đi chị. 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 Có gì á, nếu như mà mình hiểu lầm á thì mình ra ngoài homestay mình giải quyết giùm em nha. Chứ mình đừng có đánh lộn trong đây, tội nghiệp em lắm. Đúng rồi, ra đánh tay đòi mày, đi. Ôi. Chị. Anh có sao không anh? À, không sao em. Mặt dày vậy, đánh một cái, nhầm nhỏ vậy. Chị, ảnh là khách mới của homestay á. Ừ, chị bình tĩnh lại, có gì mình từ từ nói chuyện sao nha. Xin lỗi em nha, chỉ là hiểu lầm thôi, không sao đâu em. Nè, em muốn cho khách thuê á, nhớ nhìn kỹ người nha. Khoan, bỏ ra đây. Lấy chiếc dép. Nè. Cô này. Không ngờ lại được gặp đạo diễn nổi tiếng Thế Trung ở một nơi hẻo lánh như thế này. Ủa, anh Đăng, rất vui được gặp anh. Tôi không ngờ gặp anh ở đây.
nổi tiếng cái gì đâu. Nói chung thì ông trời cho ai thì người đó nhận thôi. Còn anh nữa, cái dự án Ai Yêu Quấy, tất cả mọi thứ đang rất là thắng. Vậy mà anh biết đâu mất tiêu. Tôi đang có mấy dự án rất là hay, muốn tìm anh để mà cộng tác. Vậy mà tìm hoài không thấy đâu hết. Không ngờ gặp anh ở đây. Thời gian này tôi cảm thấy không khỏe. Sẵn tiện homestay của gia đình tôi đang có chút trục trặc về truyền thông. Cho nên tôi tạm lánh về đây để nghỉ ngơi. Anh Đăng nè, hiện tại tôi đang có một dự án rất là tiềm năng. Anh có muốn nghiên cứu để phát hành với tôi không? Tại vì theo tôi dự đoán thì dự án này không thua gì dự án Ai Yêu Quấy đâu. Anh thấy sao? Tạm thời thì công ty bên tôi đã đủ KPI phát hành cho năm nay rồi. Như Thắng. Dạ Thắng. Thắng đi đâu vậy? Thắng làm gì vậy? À, giới thiệu với anh Đăng. Đây là Như Thắng, bạn gái của tôi. Cô giận tôi cho nên là bỏ lên đây viết kịch bản, không nói cho tôi biết. Thắng. Thắng thôi đi không? Kìa em. Thắng. Con gái khó hiểu vậy đó. Anh làm cái trò gì vậy? Anh làm cho em giận, làm cho em buồn. Anh xin lỗi em. Anh muốn nói gì đứng lên đi. Làm gì vậy? Anh không đứng lên đâu. Đến khi nào em tha thứ lỗi cho anh thì thôi. Bây giờ anh còn ra điều kiện với tôi nữa hả? Anh không ra điều kiện với em. Anh chỉ muốn giải quyết tất cả những khúc mắc trong lòng anh với em thôi. Anh muốn tất cả mọi chuyện phải rõ ràng. Tại vì em không thể nào trốn tránh anh hoài như vậy được Thắng à. Thắng à, em nghe nói đi Thắng. Tất cả là sai lầm của anh. Là do anh không chép lại radio phim của tụi mình để hậu kiểm. Nhưng mà tất cả những cái chuyện đó chỉ là sai sót trong kỹ thuật thôi, chứ hoàn toàn không có tâm ý gì giống như em nghĩ hết. Mọi chuyện đã qua rồi, tôi không muốn nhắc lại nữa. Tôi không có tên trong credit phim của tôi, nhưng mà không sao cả, nó giúp tôi trưởng thành hơn. Thắng à, em phải tin anh. Em phải tin anh không có ý làm như vậy. Lúc anh quá lưu buồn không chịu. Khi mà em bỏ đi rồi á, anh không hiểu lý do tại sao. Và bản thân em nữa, em cắt đứt tất cả mọi liên lạc với anh, em nhớ không? Tôi có để lại cho anh một bức thư mà. Thư? Thư nào? Anh không thấy lá thư nào hết. Em để đâu? Thắng à, anh không thấy lá thư nào hết. Anh hoàn toàn không thấy lá thư nào hết mà. Anh nói thật với em, lúc đó anh rất là giận. Anh không biết lý do tại sao anh bỏ đi như vậy. Anh chỉ biết vùi đầu vào công việc thôi. Anh làm ngày làm đêm, anh chỉ chờ em xuất hiện để giải thích cho lý do tại sao em lại bỏ đi như vậy. Dạ. Thì anh cũng đã biết. Đúng vậy. Sau khi nghe tung tin đồn anh là người ăn cắp kịch bản của em, thì anh đã hiểu tất cả mọi chuyện. Và anh cũng thấy là mình sai sót trong edit phim. Nhưng mà lúc đó mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Thắng à, anh xin lỗi em. Em đừng trốn tránh anh nữa được không? Anh đau lòng lắm. Anh sẽ tổ chức một buổi họp báo công bố với tất cả mọi người em chính là tác giả của Ai Yêu Quấy. Cho anh thêm một cơ hội nha, được không em? Chị ơi, có fan hâm mộ tặng cho chị nè. Người ta nói á là người ta hâm mộ chị lắm á. Có nhầm lẫn không em? Chị làm gì có fan hâm mộ? Dạ không, chị nhận đi.
Là anh đây, fan hâm mộ trung thành của em. Chúc anh chị một ngày kỷ niệm tươi hồng nha. Tặng em nhân ngày kỷ niệm của tụi mình. Ngày kỷ niệm gì? Kỷ niệm lần đầu tiên tụi mình gặp nhau, em nhớ không? Làm em bất ngờ quá à. Chẳng đi. Cảm ơn anh. Thật ra thì anh không nghĩ làm cho em bất ngờ đâu. Anh chỉ muốn em nhìn lại những kỷ niệm của tụi mình thôi. Tất cả những còn nguyên trong anh. Giống như em đang ở đây vậy. Em tin anh nha. Anh vẫn còn rất yêu em. Khi nào anh về lại Sài Gòn? Chắc vài bữa nữa. Nếu được, anh về chung với em ha. Ủa, mà kịch bản đang viết là sao vậy? Em viết kịch bản phim kinh dị cho nhà sản xuất Thiên Mã. Kinh dị? Hay ha. Không ngờ bây giờ là chuyển qua thể loại này luôn. Ủa, nhưng mà dự án của em ai làm đạo diễn vậy? Em cũng không biết nữa. Hình như là họ chưa tìm được đạo diễn. Thật ra thì Thiên Mã có mời làm đạo diễn vài lần, nhưng mà các xe đạo diễn bên đó trả rẻ quá, cho nên là anh không nhận. Thắng, em nghĩ sao nếu như anh chủ động liên hệ với họ làm đạo diễn dự án của em? Anh không lấy cái xe luôn. Anh chỉ cần hú một tiếng thôi, họ xuống đây rước tụi mình về trên đó ký hợp đồng liền á. Hay là em gửi kịch bản đi cho anh xem trước, biết đâu anh góp ý vô kịch bản của em hay hơn thì sao? Ê, mày lại đang tìm thằng cha nội Thế Chung nữa đó hả? Tao có việc. Ê, mày bị điên hay là mày không có tỉnh táo vậy? Có cần tao đánh mày một cái cho mày tỉnh không? Hả? Đâu? Cái gì vậy hả? Anh nói là chỉ là trục trặc kỹ thuật thôi mà. Anh đâu có biết được người ta Reddit như thế nào đâu. Chỉ là hiểu lầm thôi, lỗi kỹ thuật. Với lại anh nói là anh muốn quay lại với tao, anh sẽ bù đắp cho tao. Yêu vậy? Sao vậy Thắng? Bớ lạc nước ơi, con tôi có lớn mà nó không có khôn nè. Cái gì vậy? Cái gì mà ngu hoài vậy? Mà ngu hoài chung một lỗi lành sao? Hả? Bởi vậy ông bà ta có câu: cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ châm đường con hư. Nghe ông Thắng. Đứng lên, đi theo tao. Tao cho mày sáng mắt ra, đứng lên. Đi đâu? Đi đi rồi biết. Anh nói đi, nếu em không lên tới đây tìm anh thì chắc anh cũng không gặp em đâu ha. Nói cái gì vậy? Em có biết là khi anh nhận được tin em lên đây tìm anh cũng rất là sốt ruột em biết không? Anh đang theo một cái chớp này rất là phức tạp. Anh phải đi ăn uống o bế người ta đủ kiểu hết mà cũng chưa tới đâu đi nè. Thôi mà em, nghe nói đi, ráng vài bữa nữa nha. Anh về với em, về Sài Gòn anh bù cho. Anh bù cho? Em nghe anh hứa cái câu này bao nhiêu lần rồi đó. Tật em cứ nóng tính không à. Anh nói cho em nghe nè, bây giờ mình chưa có nhận kịch bản, cái gì mình cũng phải nhận nhìn người ta hết, biết chưa? Quan trọng là mình nhận kịch bản mà không phải mất tiền, chỉ đãi ăn uống có chút xíu à. Siêu rẻ. Đúng là rẻ thiệt. À, Thắng à, thật ra chỉ là hiểu lầm thôi em à. Anh không ngờ là tôi bị lừa tận 2 lần. Cùng một người, cùng một cách thức. Tại sao đối xử với tôi như vậy vậy? Thật ra thì tôi ngu quá đúng không?
Không, anh chỉ muốn lo sám hối đi thằng âm binh. Ê Thắng, đợi tôi. Thảo à, chỉ là hiểu lầm thôi. Bây giờ em mới hiểu đạo lý cá sống khi bơi ngược dòng, cá chết mới thuận nước trôi xuôi. Anh biết. Nhưng sao tự nhiên hôm nay em bà cụ non thế? Là vì em đã trưởng thành rồi. Em trưởng thành rồi, có nghĩa là em đã hết sợ ma rồi hả? Không, sợ ma thì vẫn phải sợ chứ. Nhưng mà em sẽ phải khắc phục nó để tiến lên. Em là một người tài năng, có đam mê và ước mơ. Chỉ là bây giờ em bị mắc kẹt một chút ở bản thân mình thôi. Vấn đề là không phải em mắc kẹt một chút ở bản thân, mà là do em không hiểu rõ được tính chất công việc của nghề biên kịch này. Vậy em hiểu nó thế nào? Là em không được giới hạn bất cứ vấn đề gì hoặc là lĩnh vực gì đối với nghề biên kịch này. Vì làm như vậy giống như là tự giết bản thân mình vậy. Bây giờ nếu mà con ma nó xuất hiện lù lù trước mặt em đi chăng nữa, em vẫn phải viết cho ra ngô, ra khoai cái kịch bản này. Em giỏi lắm Như Thắng. Anh chỉ lo là em vẫn còn vương vấn và bị ảnh hưởng bởi những chuyện cũ thôi. Không đâu, sao em cứ mãi yếu đuối như vậy được. Em phải mạnh mẽ lên chứ, để còn bảo vệ, đấu tranh cho đứa con tinh thần của mình nữa. Mới viết xong first rap mà em đã vui như vậy hả? Chứ anh nghĩ sao? Trời ơi, Thiếu Điện muốn mở tiệc ăn mừng luôn á. Từ xưa giờ em không nghĩ là mình có thể viết kịch bản phim kinh dị, huống chi bây giờ em đã hoàn thành nó rồi. Lâm Nhật có nói gì với em không? Rồi nói gì được nữa. Bây giờ chắc ổng đang ngồi xem kịch bản. Anh có biết không, em đã hoàn thành cái deadline chết người của ổng mà. Để cảm ơn anh, ta không quản ngày đêm, tận tụy giúp đỡ em. Tối nay em sẽ mở tiệc ăn mừng nha. Yeah! Tối nay anh sẽ nấu hết, anh làm hết luôn nha. Yeah! Ủa, sao không nói gì vậy? Anh đang nói nè.
Anh coi phim Ai Yêu Cô Ấy chưa? Khốn kiếp. Nhắc tới á là đồ ăn muốn trào ngược ra, máu muốn dồn lên não. Tôi hận là hồi đó tôi hơi nhẹ tay với nó đó. Em làm biên kịch phim đó. Ừ. Mà mắc cười lắm. Tới lúc mà công chiếu phim á thì em không có tên trong Reddit. Xong rồi cái hôm mà premiere em cũng không có tên luôn. Anh rất xin lỗi tụi em vì bây giờ mới nói ra điều này. Tụi em có biết công ty phát hành phim The Edge of the Cosmos không? Biết. Đó là công ty đã phát hành bộ phim của em mà không hề hay biết chuyện khuất tất đó xảy ra. Và giám đốc của công ty đó là bạn thân của anh. Hả? Bạn thân? À, quên, anh xin lỗi. Anh ký đi. Em là em ái mộ anh từ lâu lắm rồi. Ký tên. À, cho em xin chữ ký đi. À, anh nhớ ghi thêm số điện thoại với lại địa chỉ liên lạc luôn cũng được. Nhớ ghi là thân tặng bé Nga nha. Nha, ký cho em đi. Trước đây anh có làm nghề sản xuất phim ảnh, cho nên là anh cũng có nghiên cứu một chút về nghề biên kịch. Anh khai thiệt đi, anh có phải là thầy cái biên kịch không? Không, anh làm lĩnh vực kinh doanh. Nhưng tụi em cũng đã thấy, tuy là trước đây anh không hề biết bộ phim đó là do em viết kịch bản, nhưng qua những ngày em ở đây á, anh cũng có thể cảm nhận được kịch bản đó là do em viết thật. Ủa anh Đăng, anh làm kinh doanh vậy chắc anh nhiều tiền lắm. Mấy anh đầu tư làm một phim đi, rồi xếp cho em đóng vai nữ chính. Em hứa luôn, em sẽ dốc tất cả sức lực tiền của đầu tư diễn xuất lăn xả nhất có thể để cho vai diễn đó. Nè, nói vô đi. Với lại hả, bà là bà phải xây dựng cho tôi một cái nhân vật là nữ cường mà không có cái gì có thể quật ngã được, giống như tôi vậy đó. Nha. Gì vậy? Hai người này. Hứa rồi đó, không trả lời là hứa rồi nha. Hứa nghe anh, hứa nha. Dạ dạ. Anh, hôm bữa anh nhớ anh nói với em về xây dựng cấu trúc âm mưu thâm sâu không? Ừ, kiểu giống như là mình sẽ thả cái nhân vật của mình vào trong cái âm mưu đó để cho nhân vật của mình tự bơi. Nếu mà bây giờ em xây dựng theo cái cấu trúc đó, được không anh? Càng suy nghĩ, anh càng thấy kiểu cấu trúc đó nó không phù hợp với câu chuyện này. Ồ, nhưng mà... Nhưng mà nếu mà mình lấy một khúc vào hồi 2 hoặc là hồi 3 được không? Ý đó của em cũng hay, nhưng mà phải cân nhắc kỹ coi là hồi 2 hay hồi 3 và ai là người tung ra âm mưu đó. Ừ, em thấy cái kết á ảnh hưởng rất là nhiều tới cấu trúc âm mưu này. Nếu mà mình đặt vào hồi 3 thì liệu cái chết của Quỳnh Nha có liên quan tới âm mưu này không? Ý em là nếu như Quỳnh Nha biết được âm mưu đó, cô ấy sẽ tự tử sau khi Kim Long bị tiêu diệt, phải không? Đúng vậy. Em nghĩ nếu mà mình đặt cái kết vào hồi 2 thì nó sẽ tự nhiên hơn á. Kiểu giống như là tim của Quỳnh Nha sẽ ngừng đập cùng thời điểm với lại Kim Long bị tiêu diệt. Anh thấy sao? Em thích cái kết nào? Dạ, em nghe. Cái kịch bản đó là sao vậy Thắng? Cái này là anh gửi cho em mà. Cô đừng có diễn ngây thơ nữa. Người ta đang chào bán cho tôi đó. Anh nói gì thật sự em không hiểu. Cái này rất là giống bản first draft em gửi cho anh mà. Cái đó tôi phải hỏi cô mới đúng. Tại sao lại có chuyện này? Tôi đã nhận kịch bản của cô xong, bây giờ từ trên trời rơi xuống có một kịch bản y chang nhau là sao? Anh bình tĩnh lại, nghe em nói nè.
chắc là có hiểu lầm gì thôi. Lúc trước là em gửi kịch bản đầu tiên cho anh, dựa trên cái outline mà hai anh em mình đã thống nhất với nhau. Em đang đợi anh phản hồi để em chỉnh sửa cái draft 2. Tự nhiên cái chuyện này lại xuất hiện. Cô không hiểu ý của tôi hả? Bây giờ cái ý tưởng của tôi đang bị người ta ăn cắp, đang bị lộ ra ngoài rồi. Lúc trước đó, anh nói với em là anh có nhờ biên kịch khác để viết song song với em. Có khi nào... Song song cái gì mà song song? Cô giành, cô giết độc quyền với lại bạn trai của cô, không nhớ hay sao? Bây giờ cô đừng có nói nhiều. Bây giờ cô phải giải thích cho tôi cái chuyện này lẽ lên. Nếu biên kịch không đáp ứng được chất lượng và tham lai kịch bản thì còn phải bồi thường hợp đồng nữa đó. Cái gì? Phải bồi thường hợp đồng nữa hả? Alo. Hồi nãy anh có hối thúc em. Anh biết cái chuyện đó anh cũng hơi làm quá, thì có gì em bỏ qua cho anh nha. Tại vì đây là dự án quan trọng của bên anh, cho nên anh... Báo với anh, em không muốn giải thích gì nữa. Em sẽ rút khỏi dự án này. Anh nói thiệt nha, em còn trẻ, đường đi của em còn dài lắm. Nhưng mà sau này á, làm việc chuyên nghiệp lên em. Nếu như mà anh không nhận được kịch bản của người ta gửi thì đâm đầu vào sản xuất. Lúc đó anh cắn lưỡi. Thôi, anh nói ít em hiểu nhiều. Chào em nha. Nghề này đó là cái nghề dành cho những cái nhà văn mà già có tuổi, người ta có kinh nghiệm sống thì người ta mới làm được, chứ con sao con làm nổi. Đâu có phải ai sinh ra là già liền được đâu ba, thì từ từ mình mới có kinh nghiệm được chứ. Tại sao vậy? Nói là con cứ cãi hoài là sao? Nhưng cái nghề đó nó lông bông, nó không có tổ chức, nó không có một cái biên chế nào trơn á. Cái nghề gì đâu mà cứ bữa nay vậy mai khác, biết đường đâu mà lo. Ba lại nổi nóng nữa rồi, để từ từ được con khuyên em. Ba chỉ muốn điều tốt đẹp cho tụi con thôi, không đứa nào chịu nghe lời ba. Chị hai thấy cái công việc mà viết kịch bản của Út á, nó cứ mơ hồ, nó sao sao á Út ơi. Ví dụ như bây giờ Út viết ra, rồi ai sẽ mua, rồi mình bán cho ai, đúng không? Nhiều khi á, chị nghĩ cái người mà người ta bán còn nhiều hơn cái người viết ra nữa đó. Rồi sau đó Út sẽ bị người ta chèn ép nè, rồi mình còn bị người ta ăn cắp chất xám của mình nữa. Chị nghĩ là Út nên suy nghĩ đi, ba nói cũng có lý đó. Tại sao em không có tên trong credit? Em là biên kịch mà.
em đã viết đến từng dấu chấm của kịch bản này. Em không những là biên kịch bộ phim này, mà em còn là bạn gái của anh nữa mà. Anh đã hứa với em như thế nào? Hay là anh phủ nhận tình yêu? Hay là phủ nhận vai trò của em? Thể nào để mọi chuyện kết thúc đơn giản như vậy được. Làm sao để kịch bản hai thế giới mất một cách vô lý? Thằng, tôi đang nói chuyện với bà đó. Không có cái cách gì mà hai kịch bản của hai biên kịch mà giống nhau tới nỗi là từ cái cách kể tới outline tới cách dẫn dắt. Đúng không? Thằng. Nè, tôi đang nói chuyện với bà đó, bàn kế hoạch với tôi đi. Tôi hủy dự án này rồi. Hủy là hủy làm sao? Bao nhiêu công sức? Nè, bà đứng lại nói chuyện với tôi coi, đi vào chóng mặt quá. Tính lại coi. Ê, có khi nào á là ông Lâm Nhật ông chơi gác bà không vậy? Không phải Lâm Nhật đâu. Vậy chứ ai? Hôm bữa tôi có bàn với anh Đăng, nhưng mà chưa có chốt, tại vì nó sẽ ảnh hưởng tới cái kết. Ý bà làm sao? Tuy chưa có chốt, nhưng mà tôi muốn sử dụng vào hồi 2. Tôi muốn cho Quỳnh Nha tim ngừng đập chứ không phải là tự tử. Và điều này chỉ có mình tôi với anh Đăng biết à. Nếu như Quỳnh Nha tự tử sau khi biết được âm mưu hãm hại Kim Long thì sẽ không còn là Quỳnh Nha nữa. Tại vì cô ấy có một trái tim trong sáng. Em nghĩ là cô ấy đã đấu tranh và hy sinh rất là nhiều cho tình yêu của mình rồi. Đúng là mẹ đẻ có tác phẩm có khác. Rất hiểu nhân vật của mình đấy chứ. Không lý nào anh Đăng nó lại làm như vậy. Làm vậy thì được lợi ích gì? Bà hỏi tôi biết hỏi ai. Tôi cũng đâu có tin là như vậy đâu. Nhưng mà sự thật anh Đăng đến trước mắt đó. Tôi phải làm sao bây giờ? Đến bà còn chưa biết cái kết đó nữa mà. À, chắc chắn là vậy rồi. Chắc chắn là phải có một cái khúc mắc gì đó. Chứ tôi suy nghĩ nãy giờ, tôi không tin mà cũng không có cái lý do gì để tôi tin là ổng làm như vậy hết á. Bà suy nghĩ lại thử coi. Người ta có lý do người ta nói cho bà biết hả? Như thế chung đó, có lý do mà cũng có nói cho tôi biết đâu. Thôi, bớt giận đi, bớt suy nghĩ đi. Tôi không có viết kịch bản nữa đâu. Không viết nữa? À, thôi, ngoan, thương, chắc là muốn nghỉ ngơi đúng không? Thôi mình cứ dành cho bản thân mình thời gian, rồi xong mình thư giãn, khi nào mà thấy sẵn sàng rồi đó, thì mình quay lại. Tôi nói là tôi không viết kịch bản nữa, tôi bỏ nghề. Tôi sẽ đi làm cái việc làm gì ổn định, giống như là ba tôi mong muốn. Chị cũng cảm ơn thời gian qua em đã chăm sóc cho tụi chị. Nhưng mà bây giờ tụi chị phải đi rồi. Em giữ sức khỏe nha. Đi. Chị đi nha. Chị. Không ra vậy trời. Thắng ơi, đi ăn trưa. Dạ. Em đi đi. Thôi chị đi ăn trước đi, em phải làm xong cái file này để kịp nộp đầu giờ chiều nữa. Chị sao em cứ đánh đúng công thức
nộp đúng dữ liệu luôn mà cứ ra kết quả sai hoài vậy. Trời ơi, cái thành tích gõ sai dữ liệu, nhập sai con số, ở công ty này em sách được phong thánh rồi đó Thắng ơi. Chị bó tay với em luôn á. Sao đâu ba, con nằm ở với ma thôi. Thôi con đi dạo một vòng với ba nha. Dạ. Gửi. Như Thắng, Như Thắng à. Như Thắng, Như Thắng à, em đứng lại nghe em nói được không? Như Thắng, rốt cuộc là có chuyện gì? Anh vẫn không hiểu. Anh là ai vậy? Hôm bữa anh đã lấy điện thoại của em. Anh nói gì với Lâm Nhật mà khiến anh ta thay đổi thái độ 180 độ như vậy? Bây giờ em không còn là biên kịch nữa. Em đã hết giá trị lợi dụng rồi. Cho nên đừng làm phiền em. Như Thắng, nếu như em đã nói đến như vậy rồi, em hãy nói ra hết đi. Vì thực sự bây giờ anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ý của anh là anh không liên quan, anh không biết gì hết, và anh cũng không có cái Lâm Nhật để đâm sau lưng em hả? Anh có biết Lâm Nhật đã gửi kịch bản cho em, nhưng mà giống y chang như kịch bản Hai Thế Giới. Cái kết của nó là cái kết mà chỉ có em và anh biết thôi. Anh muốn xem không? Em đã tin tưởng anh trọn vẹn như vậy, vậy mà anh lỡ lòng nào, cuối cùng thì anh cũng lừa em, giống như là tới chung lừa em vậy. Như Thắng, em đừng nói như vậy. Em sẽ bỏ cái nghề này mãi mãi. Em không thể vì yêu thích cái nghề thân cô thế cô này mà chịu đựng những chà đạp, những mất mát, những tổn thương mà nó đã mang lại cho em. Quá đủ rồi. À, anh Đăng. Chào anh. Chào anh. Dạ, đây là Bảo Xuân, biên kịch mà em nói với anh đó. Dạ, chào anh. Chào em.
Hai người ngồi đi. Dạ dạ, ngồi ngồi, mời anh. Chúng ta vào việc luôn nha. Dạ, vào vào, vào đi. Dạ. Bữa giờ làm việc qua email, hôm nay mới được gặp mặt trực tiếp. Tôi có vài vấn đề cần làm rõ. Dạ, 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 được, dạ, dạ, dạ. Anh cứ triển khai. Dạ. Tôi chưa hiểu lắm về cái kết phim. Tại sao nữ chính lại có cái chết khó hiểu như vậy? À, em cứ trình bày. Về mặt tâm lý thì nữ chính không thể sống được khi mà người yêu mình mất đi. Hồn ma nam chính bị tiêu diệt, cho nên là nữ chính không thể sống tiếp. Dạ. Chỉ vậy thôi sao? Yeah. Như vậy thì tại sao cô ấy lại tiếp tay cho dân làng để bắt giữ người yêu của mình? Đó là nỗi khổ tâm của cô ấy ạ. Nếu vậy thì tại sao cô ấy lại tự đẩy mình vào hoàn cảnh đó, trong khi cô ấy có thể mặc kệ mọi người và duy trì tình yêu với hồn ma của người yêu mình? Em nghĩ là cô ấy bị lừa. có thể em nghĩ, ý em là sao? Để em sửa lại. Em định sửa lại như thế nào? Em nghĩ nữ chính cố gắng tìm cách cứu nam chính nhưng mà bị lừa, thành ra là hại chết nam chính, nên là cô ấy đau khổ mà qua đời tự tử à. Nếu cái kết như vậy, nó sẽ mâu thuẫn với toàn bộ nội dung phía trên của câu chuyện, làm ảnh hưởng đến tình yêu cũng như là tâm lý của cả hai nhân vật. Anh Đăng à, thật ra thì cái này cũng chỉ là rough một thôi, tụi em còn phải chỉnh sửa lại nữa. Thôi bây giờ vậy, anh cứ chỉ đạo, tụi em sẽ chỉnh sửa theo ý của anh ha. Dạ. Thật ra cái kết như vậy nó không sai. Đâu có sai. Nhưng nó không hợp lý, không thuyết phục. Bởi vì toàn bộ đường dây phía trước nó không có bất cứ một cái cài cắm nào hết. Vậy là anh muốn sửa cái kết này hả? Em sửa cái kết này đi. Dạ. Sửa kết theo ý của anh ha. Sửa thật hay nha. Anh Đăng ha. Dạ dạ. Em chỉ viết theo outline có sẵn và biến báo nó khác đi bản gốc một chút thôi. Sở dĩ có chuyện dâu ông nọ cắm cằm bà kia là bởi vì cái kết này là cái kết trong rap 2 đang chuẩn bị viết. Toàn bộ hồi 2 của câu chuyện sẽ được xây dựng để chuẩn bị cho cái chết của nữ chính. Em coi đi. Đây là toàn bộ outline mà chính tôi là người đã theo dõi và đóng góp ý kiến cho biên kịch Như Thắng từ lúc nó mới chỉ là ý tưởng thôi. Em nghĩ là có sự trùng hợp trong suy nghĩ và cách triển khai nội dung anh. Trùng hợp hả? Vậy thì em hãy cho tôi thấy ý tưởng ban đầu của em là gì đi. Em hãy chứng minh cho tôi thấy dấu vết hoặc là vết tích của em xây dựng nên nội dung và ý tưởng của kịch bản này. Kịch bản tình yêu đã trọn vẹn là của tôi. Tôi đã đặt Bảo Xuân viết, thì bây giờ nó thuộc quyền sở hữu của tôi. Và không ai có quyền bắt tôi phải chứng minh bất cứ điều gì hết. Trước khi anh biết tôi là giám đốc phát hành, thì anh cũng đã biết được tôi sẽ chính là người bỏ tiền ra để sản xuất kịch bản Hai Thế Giới của Như Thắng. Chắc anh không quên cuộc điện thoại đó chứ? Nếu biên kịch không đáp ứng được chất lượng và tham lai kịch bản thì còn phải bồi thường hợp đồng nữa đó. Phải bồi thường hợp đồng nữa hả? Anh là ai vậy? Anh là cái quái gì mà xen vào chuyện của tôi và Như Thắng? Có lẽ tôi sẽ là một người bỏ tiền ra sản xuất kịch bản Hai Thế Giới của Như Thắng. Cái thằng điên này, nó đeo khoa trương cái gì vậy? Một thằng điên cũng làm trong giới sản xuất và kinh doanh phim ảnh. Thì ra là người trong nghề với nhau. Anh làm lâu chưa anh? Tôi cũng mới thôi, được 7 năm mà. Anh nên động viên khích lệ tinh thần biên kịch thì mới giúp cho đầu óc của biên kịch thăng hoa được.
Dạ nếu anh đã nói vậy rồi thì thôi em không gây áp lực cho cô ấy nữa. Dạ. Nếu vậy thì phiền anh nói lại với cô ấy giúp tôi nha. Ok. Vậy thì kịch bản này tôi sẽ không sản xuất nữa. Tôi e là ngay cả khi anh làm như vậy thì ý tưởng đường dây và outline của kịch bản Hai Thế Giới đã được đăng ký sở hữu trí tuệ và bản quyền rồi. Tôi phải làm rõ để bảo vệ nó. Xuân, em về trước đi. Anh có một tí chuyện muốn bàn với anh Đăng. Ha. Dạ, về trước đi. Dạ. Anh Đăng, em có mắt cũng như mù, đừng có chấp nhất em nha anh Đăng. Thật ra thì em chỉ có cái sự nghiệp này thôi. Anh rộng lượng, anh bỏ qua cho em nha anh Đăng. Anh không cần phải xin lỗi tôi. Người anh cần xin lỗi là bên kịch Như Thắng. Cô ấy mới là người cần phải biết rõ sự thật này. Tại sao anh lại biết cái kết của em, trong khi em còn chưa nói với anh Đăng về quyết định của mình mà? Cái đó là em xui. Lúc anh hối em gửi kịch bản cho anh á, thì em lại gửi nhầm cái kết của Grab 2. Anh thấy hay quá, anh xài luôn. Anh có biết tại vì như vậy mà em làm tổn thương anh Đăng nhiều cỡ nào không? Anh biết. Anh cũng xin lỗi anh Đăng rồi. Anh chỉ nghĩ đơn giản là anh lấy kịch bản của em để anh trả thù anh Đăng rồi thôi. Anh đâu có ngờ là cái chuyện đó làm cho em buồn, rồi em bỏ nghề luôn đâu. Anh xin lỗi Như Thắng nha. Không có một bông tuyết nào rơi sai chỗ cả. Mỗi một sự việc xảy ra đều có lý do của nó. Tuy là sự việc lần này rất nghiêm trọng, nhưng anh nghĩ nhờ nó mà tụi mình có thể hiểu nhau nhiều hơn. Em có thấy vậy không? Dạ có. Qua chuyện lần này, anh muốn em hiểu được là chuyện tranh chấp hay muốn hại nhau ở bất cứ nghề nào cũng có. Đó là điều tất yếu của cuộc sống và không thể triệt tiêu đi được. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà mình bỏ rơi giấc mơ của mình. Em muốn có được bản lĩnh để đối đầu với thử thách khó khăn, em phải tập từ từ và bình tĩnh tìm ra được phương pháp cũng như hướng giải quyết một cách rốt ráo. Hiểu chưa? Dạ, em hiểu rồi. Con vừa được một công ty nổi tiếng mời viết kịch bản nè. Ủa, sao mọi người không ngạc nhiên vậy? Ba, đây là một công ty rất là nổi tiếng luôn á. Trời ơi, lần đầu tiên con được một công ty uy tín như vậy mời á ba. Vậy mà hôm bữa có một người á ba nói là hứa sẽ không bao giờ viết kịch bản nữa. Bây giờ có người bắt cầu cho em đi qua một con đường khó khăn nhất rồi. Em mà không tiến lên á thì phụ lòng người ta làm sao? Đúng không ba? Ây da, cái con nhỏ này. Né qua cho em một chút. Trời, giỏi vậy. Nói xong làm liền hả con? Dạ. Con vừa nảy ra một ý tưởng mới, con phải ghi vô liền, còn không là con sẽ quên mất. Liền luôn hả? Xịn dữ vậy. Tại vì em đã có kinh nghiệm trong cái ý tưởng này rồi. Kinh nghiệm gì? Là một nhà biên kịch
cố gắng theo đuổi con đường mình ước mơ, dù có bị người khác chà đạp, lừa gạt và vùi dập như thế nào đi chăng nữa. Em đã chốt được tên kịch bản chưa? Nè, Bắt lấy giấc mơ. Hay. Nhưng mà sao anh? Anh thấy nó chưa đủ. Vậy phải làm sao mới đủ? Nó phải là bắt lấy môi em. Môi của em thì anh không cần phải bắt. Thì thế sẽ tự nộp mạng cho anh. Dạ, con chào bác. Em chào chị hai. Chào em. Hai đứa ngồi ngoài này làm gì? Coi chừng sương xuống đó. Ủa ba, bây giờ đang nắng sáng làm gì có sương. Ba. Gì? Ba nha, bây giờ ba chuẩn bị có con rể mới á, ba không có được quên con rể cũ đâu đó. Rể mới, rể cũ gì ba không thương nhiều nhau hết á. Ba. Ừ. Coi bộ ba ưng Quang Đăng dữ ha. Thì đứa nào thương con gái ba ưng đứa đó.